Xin chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài 4 Trung Quốc thời phong kiến, tiết 2, tiếp theo của tiết 1 mà tuần trước chúng ta đã học. Trong tiết 2 của bài 4 hôm nay gồm có 3 nội dung: phần 4 nhỏ Trung Quốc thời Tống Nguyên, 5 Trung Quốc thời Minh Thanh, 6 văn hóa khoa học kỹ thuật Trung Quốc thời phong kiến. Và trong cái nội dung bài học hôm nay á, theo hướng dẫn mới của năm học 2021-2022 thì phần 4 Trung Quốc thời Tống Nguyên gồm thời nhà Tống năm 1960 đến năm 1279, thời nhà Nguyên năm 1271 đến năm 1368 là phần học sinh sẽ tự đọc sách giáo khoa để tìm hiểu bài. Để cô xin trình bày phần 5 Trung Quốc thời Minh Thanh, gồm hai triều đại là nhà Minh tồn tại từ năm 1368 đến năm 1644 và nhà Thanh tồn tại từ năm 1644 đến năm 1911. Về nhà Minh thì nhà Minh là quốc hiệu chính thức là Đại Minh, là triều đại cai trị Trung Quốc từ năm 1368 đến năm 1644 sau sự sụp đổ của nhà Nguyên của người Mông Cổ. Nhà Minh là triều đại Trung Quốc cuối cùng của người Hán, bởi vì sau nhà Minh là nhà Thanh, là triều đại do người Mãn Thanh thành lập. Và cô giới thiệu với các em, người thành lập nên nhà Minh là Minh Thái Tổ, Chu Nguyên Chương. Trước khi nhà Minh thành lập, Trung Quốc bị nhà Nguyên của người Mông Cổ cai trị, tự kỳ thị sắc tộc sâu sắc, chế độ thuế khóa nặng nề ở những khu vực bị ảnh hưởng trầm trọng bởi các trận lụt ven sông Hoàng Hà do công tác trị thủy bị bỏ ngỏ. Và đây cũng chính là trong số nhiều nguyên nhân khiến cho nhà Nguyên bị diệt vong. Cuối triều Nguyên, tình hình nông nghiệp, kinh tế rơi vào hỗn loạn. Các cuộc nổi dậy bùng phát giữa lúc hàng trăm nghìn nông dân được ra lệnh là phải đi tu sửa các con đê dọc sông Hoàng Hà. Năm 1351, vài nhóm phiến quân người Hán đã bắt đầu tổ chức cuộc khởi nghĩa. Năm 1356, Chu Nguyên Chương lãnh đạo nông dân khởi nghĩa và chiếm được thành Nam Kinh, nơi mà sau này ông đã chọn làm kinh đô của nhà Minh. Năm 1368, Chu Nguyên Chương cử một đạo quân tới kinh đô đại đô của nhà Nguyên để thực hiện cái tham vọng đế vương của mình, và hoàng đế Mông Nguyên cuối cùng buộc phải tháo chạy. Chu Nguyên Chương đã cho sang bằng cung điện ở đại đô, tuyên bố thành lập nhà Minh, và cùng năm đó đại đô đã được đổi tên thành Bắc Bình. Chu Nguyên Chương lên ngôi lấy niên hiệu là Hồng Vũ, và đó chính là Minh Thái Tổ, người sáng lập ra nhà Minh. Cô trình bày về cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Thành. Bởi vì sau khi mà nhà Minh bị lật đổ bởi chính cuộc khởi nghĩa của Lý Tự Thành thì xã hội Trung Quốc cũng xảy ra nhiều sự thay đổi. Lý Tự Thành nguyên danh là Hồng Cơ, là nhân vật của thời Minh Mạc Thanh Sơ trong lịch sử Trung Quốc. Và các em nhìn thấy cái câu Minh Mạc Thanh Sơ cô để trong ngoặc kép, câu này được hiểu với cái nghĩa là cuối thời Minh đầu nhà Thanh. Cuối thời Minh đầu thời nhà Thanh ta gọi là Minh Mạc Thanh Sơ. Và Lý Tự Thành đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa lật đổ nhà Minh vào năm 1644, chiếm được kinh thành lên ngôi hoàng đế, tự xưng là Đại Thuận Hoàng Đế, lập ra nhà Đại Thuận. Nhưng sau đó thì quân Mãn Thanh ở phía Bắc Trung Quốc đã tràn vào, lật đổ và tiêu diệt toàn bộ lực lượng của Lý Tự Thành, lập nên nhà Mãn Thanh vào năm 1644. Sau khi mất, Lý Tự Thành được truy miếu hiệu là Cao Tổ. Và cô mời cả lớp ghi bài. Phần 5 Trung Quốc thời Minh Thanh bao gồm nhà Minh tồn tại từ năm 1368 đến năm 1644 và nhà Thanh tồn tại từ năm 1644 đến năm 1911. Có một điểm nhỏ lưu ý về nhà Thanh
Đó là vào cuối thời Minh Thanh, với sự ra đời của nhiều xưởng sản xuất, mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa cũng dần xuất hiện. Chúng ta đến với phần 6 của bài: Văn hóa, khoa học, kỹ thuật Trung Quốc thời phong kiến. Trước khi bắt đầu nội dung phần này của bài học hôm nay, cô mời các bạn đọc sách giáo khoa trang 13, 14. Trong suốt hàng nghìn năm lịch sử, văn hóa Trung Quốc đã đạt được những thành tựu rực rỡ và có ảnh hưởng sâu rộng tới các nước láng giềng. Thì trong cái phần văn hóa, khoa học, kỹ thuật này, cô xin phép được trình bày về các nội dung là tư tưởng, văn học, lịch sử, nghệ thuật kiến trúc và khoa học kỹ thuật. Về tư tưởng thì chúng ta thấy là cái tư tưởng thống trị xã hội phong kiến Trung Quốc lúc bấy giờ là Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo rất phát triển. Trong đó, Nho giáo trở thành hệ tư tưởng và đạo đức của giai cấp phong kiến. Phần sau thì cô sẽ xin nói rõ hơn, kỹ hơn về nội dung của Nho giáo. Về văn học, thơ Đường đạt đến đỉnh cao. Những nhà thơ tiêu biểu của nền văn học Trung Quốc lúc bấy giờ có Lý Bạch, Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị. Và trong ngôn ngữ văn, chúng ta cũng đã được tìm hiểu về những tác phẩm tiêu biểu của nhà thơ Lý Bạch, Đỗ Phủ. Những tiểu thuyết phát triển dưới thời Minh Thanh được coi là những cái tác phẩm kinh điển của nền văn học phong kiến Trung Quốc, đó là Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung, tác phẩm Thủy Hử của tác giả Thi Ngại An, tác phẩm Tây Du Ký của tác giả Ngô Thừa Ân và tác phẩm Hồng Lâu Mộng của tác giả Tào Tuyết Cần. Thì trong những cái tác phẩm văn học kinh điển của văn học phong kiến thời Trung Quốc, chắc chúng ta cũng đã từng được biết, được xem về cái Tam Quốc Diễn Nghĩa của tác giả La Quán Trung, đúng không? Về lịch sử thì chúng ta có Bộ Sử Ký của Tư Mã Thiên, Hán Thư, Đường Thư, Minh Sử được xem là những cái giá trị lớn của nền lịch sử Trung Quốc. Về nghệ thuật kiến trúc, những công trình đồ sộ đặc sắc như là Vạn Lý Trường Thành, Tử Cấm Thành hay là tượng Phật bằng ngọc thạch đã làm nên những cái thành tựu lớn của nền văn hóa Trung Quốc thời phong kiến. Và trong đó, chắc chúng ta vẫn còn nhớ một cái công trình đồ sộ và được xem là kỳ quan của thế giới, đó là Vạn Lý Trường Thành mà chúng ta đã học ở tiết 1 của bài 4 này. Về kỹ thuật, có nhiều phát minh quan trọng như là giấy viết, kỹ thuật in, la bàn, thuốc súng. Những phát minh này của người Trung Quốc cô đã trình bày kỹ khi chúng ta học về nhà Hán. Hán phát minh ra giấy viết, rồi những phát minh được phát minh ở thời nhà Tống, đó là kỹ thuật in, la bàn, thuốc súng. Trong cái phần tư tưởng, cô xin được trình bày rõ hơn, kỹ hơn về cái Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo. Nho giáo, người sáng lập là Khổng Tử. Phật giáo do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sáng lập. Và Đạo giáo là do Lão Tử sáng lập. Cô sẽ nhấn mạnh cái phần tư tưởng về Nho giáo, bởi vì Nho giáo được xem là cái hệ tư tưởng chính thống và thống trị xã hội phong kiến Trung Quốc. Nho giáo còn gọi là Đạo Nho hay Đạo Khổng, do Khổng Tử đề xướng và được các môn đồ của ông phát triển với mục đích xây dựng một xã hội hài hòa, trong đó con người phải biết ứng xử theo lẽ phải và đạo đức, đất nước được thái bình, thịnh vượng. Và quan điểm quan trọng của Nho giáo đó chính là tam cương ngũ thường dành cho nam giới và chuẩn mực tam tòng tứ đức dành cho nữ giới. Trong khuôn khổ của bài này, cô chỉ trình bày về cái nội dung tam cương ngũ thường là chuẩn mực đạo đức, đời sống chính trị, xã hội mà Khổng Tử đã đặt ra cho nam giới. Khổng Tử đã nói rằng một xã hội
mà luôn duy trì được tam cương ngũ thường sẽ là một xã hội bình an, hạnh phúc. Vì tam cương ngũ thường là gì? Mà duy trì được chuẩn mực đạo đức này sẽ giữ được sự bình an hạnh phúc cho xã hội. Và chúng ta bắt đầu tìm hiểu ha. Tam là ba, cương là giềng mối hay còn gọi là đầu mối. Để hiểu đơn giản thì tam cương là dùng để chỉ ba mối quan hệ chính trong xã hội, bao gồm quân thần cương, phụ tử cương và phu thê cương. Quân thần cương là bổn phận đối với vua. Ngày nay đã chấm dứt chế độ quân chủ phong kiến thì chúng ta thay thế bằng bổn phận đối với tổ quốc, đó là sự trung thành. Phụ tử cương là bổn phận đối với cha, nó còn gọi là đạo cha con. Thì trong phụ tử cương có đề cao sự hiếu thảo. Phu thê cương là bổn phận đối với vợ, với chồng, hay còn gọi là đạo vợ chồng. Thì cái này khi đã trưởng thành thì các em sẽ hiểu sâu sắc hơn về cái phu thê cương trong quan điểm nho giáo của Khổng Tử. Chúng ta có rất là nhiều câu để nói về cái phu thê cương trong tam cương này. Ví dụ như là đồng vợ đồng chồng, tắc biển đông cũng cạn. Các em sưu tầm thêm những cái câu nói về tam cương ngũ thường của Khổng Tử để thấy là nội dung tam cương ngũ thường rất là thú vị nhé. Rồi, cô giải thích về ngũ thường. Ngũ là năm, thường có nghĩa là thường ngày, thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của con người. Như vậy ngũ thường chính là năm điều thường xuất hiện trong cuộc sống con người, hình thành nên đạo đức mà mỗi người nên có. Đó là nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Nhân là người, học cách làm người, học cách thành nhân. Trước khi muốn thành tài thì phải thành người. Để trở thành người tốt có ích cho xã hội thì phải có cái tâm biết yêu thương muôn loài muôn người. Lễ là trong lễ độ, lễ phép. Lễ chỉ dạy cho con người cách đối nhân xử thế sao cho hòa hợp, hòa nhã, tôn trọng mọi người. Nghĩa là chính nghĩa, là sự công tâm, công bằng. Chữ nghĩa trong nghĩa ngũ thường dạy con người phải cư xử sao cho công bằng, theo lẽ phải, theo cái tình, cái lý. Trí là trong trí tuệ, trí khôn. Trí thể hiện sự sáng suốt, minh bạch. Người có trí là người giữ được sự sáng suốt, biết cách nhìn nhận, phân biệt đúng sai, phải trái, thiện ác trong cuộc sống. Còn tín là chữ tín, là tín nhiệm, là uy tín, là niềm tin. Tín trong ngũ thường sẽ dạy con người ta làm người phải biết giữ uy tín, nói lời phải giữ lấy lời. Rồi, cô mời cả lớp ghi bài phần 6, văn hóa khoa học kỹ thuật Trung Quốc thời phong kiến. Với nội dung phần 6 này cũng đã khép lại tiết 2 của bài 4. Hướng dẫn của cô sau khi học xong bài này là các em sẽ học thuộc bài, trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa ở trong bài này. Và chúng ta sẽ có một cái tiết ôn tập để các em chuẩn bị cho bài kiểm tra 15 phút mà cô sẽ cho thực hiện vào tuần 4, tức là tuần sau. Nội dung ôn tập thì cô sẽ hướng dẫn kỹ hơn trong cái tiết ôn tập sắp tới nha. Đến chào các em.